Bạn đã bao giờ nghe dầu có thể tan được trong nước chưa? Nguyên liệu dầu babassu sẽ làm được điều này. Vì đã trải qua công nghệ este hóa nên chúng có thể hòa tan tốt trong nước, giờ ứng dụng được vào các sản phẩm làm sạch, làm mềm da. Liên hệ ngay để Dạ Thảo Lan hỗ trợ và nhận mẫu thử miễn phí nhé.